tiêu rồi. Sao vậy? Sắp sinh nhật bông mà tao không biết em thích gì để tặng. Thế thì mày yên tâm. Sao dạ bộ mày biết em thích gì hả? Không, nhưng tao biết em không thích mày. Nghề chọn người, chứ người ai đâu chọn thứ bảy đi làm ôi định mệnh. Mới đi làm. Oh my god. Wow. Đi làm 3 tháng. Hiện tại. Ảnh gửi trai. Oh my god. Wow. Ảnh gửi bạn thân. Con món nào đây? Cô anh chả biết làm việc thiện ghê. Chị đổi tiền lẻ cho em được không? 7 giờ, 18 giờ. Dạo này chăm giữ vậy trò. Dạ em gắng làm cho xong mà sếp. Tan ca. Sao gì sếp tại nhà em không có điều hòa. Mày biết chuyện này chưa? Mày không nói sao tao biết. Trên đời này có 6 thứ khiến chúng ta mệt mỏi. Là thứ gì? Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 và thứ 7. Hải chán dễ sợ. Nghe nói bạn hút máu ghê lắm. Không, mình làm mới được chỉ hút nhựa cây thôi. Thế bạn hút cây này cho mình xem. Đâu để mình xem. Thôi cây này mình không chơi. Em ơi, đi ăn không? Không đi. Em giận anh à? Không giận. Vậy sao không ăn đi? Em giận anh thật à? Em giận anh thật rồi sao em không nói gì bé yêu ơi? Em yêu ơi, anh làm gì sai à? Cục cưng đừng giận anh mà. Giờ tao mới giận mày nè. Mọi người nhớ follow, theo dõi, ủng hộ kênh mình với nha. Cảm ơn các bạn đã xem.